bạn hãy click vào đường link bên dưới để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Đó chính là trang web của cửa hàng chúng tôi. Mọi thắc mắc của bạn sẽ được làm rõ hơn. Mình để đường link ở phía dưới phần mô tả. Các bạn cố gắng để ý nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.